Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Tài chính tỉnh thức của FCI. Mình là Đức Nguyễn. Hôm nay là cũng đã hết gần nửa tháng 6 rồi. Có ai khi mà mình nhìn lại lịch xong mình thấy trời ơi, sao chưa gì hết mà mới có nhìn đi nhìn lại hết mất nửa năm rồi mà mình cũng chưa làm được gì hết. Hôm năm nay cũng bao nhiêu là dự định. Nhà mình có ai có cảm giác vậy không ạ? Chia sẻ mọi người lý do tại sao hôm nay là Đức muốn nói về mọi người cái chủ đề này. Thì cách đây một vài năm, khoảng năm 2019 thì khi Đức đang đi làm ở trên, Đức mở doanh nghiệp ở trên một Đà Lạt, Đức làm ở trên đó thì cô Hương bên VN Direct có gọi Đức về để làm về mảng tài chính cá nhân, đúng là đó là mảng về huấn luyện tài chính ở VN Direct. Thì khi Đức đi về, cô gặp Đức lần đầu tiên gặp lại xong cô kêu chứ mày phải đi yên tử với cô rồi Đức ạ. Đức kêu bao nhiêu năm không trời gặp lại cô vẫn y chang như vậy, lại cũng tiếp tục đạo Phật đây. Tại vì đợt trước thì Đức đã làm VNREC một lần rồi, thì sau Đức đi yên tử. Khi đi yên tử của Doanh Nhân Hạnh Phúc là đi trên đó thì gặp những cái cô chú bác, những cái người mà gọi là tỷ phú ở Việt Nam này, những người cũng ngang ngang của cỡ cô Hương hoặc là giàu hơn cô Hương rất nhiều. Thì sau đó Đức về thì cứ khoảng một thời gian cô Hương lại bắt đầu là gửi đi lần mai, lần thì đi lần mai Thái Lan, lần thì đi lần mai Hồng Kông. Là sau đó thì cứ ở VN Direct thì đâu đó khoảng vài tháng một lần là có một cái lần cứ họp. Là họp thì mỗi lần như vậy thông thường cô hay kéo nhau lên yên tử. Thì hồi đó thì tụi Đức hay nói rằng là chắc là cô lên cho nó rẻ, bởi vì cô có cổ phần ở trong cái công ty ở trên đó. Sau một ngày Đức làm thì khoảng đó thì bắt đầu là ký hợp đồng, đi vào ký hợp đồng vô thời hạn. Thì trước khi ký hợp đồng vô thời hạn thì giám đốc của chi nhánh miền Nam của nó ngồi đợi, nó chia sẻ với Đức là định hướng như thế nào. Đức nhìn lại Đức thấy là trong cái thời gian vừa rồi mình ngồi Covid không mà mình cũng chẳng làm gì được nhiều hết cả. Và mình thấy nó ì, mình cũng không. Cái quan trọng nhất là xong Đức trả lời với anh đó là em thấy rằng là thời gian qua em không học được gì cả. Công ty rất là tốt mà em không học được gì cả. Bên cạnh đó thì Đức cũng thấy là sao mà công ty mình đi làm việc mà sao cứ mang cái kiểu là mang tôn giáo, mang dồi vô, xong là cứ hay cứ phải là đi lần mai, hồi đó là đi Đức có những suất đi Hồng Kông, đi Thái Lan hoặc là cứ lên yên tử. Cho nên là sau đó Đức quyết định là Đức nghỉ ra, Đức mở công ty riêng và Đức làm về mảng huấn luyện tài chính. Nhưng mà khi mà mình làm một thời gian rồi mình ngẫm lại á thì Đức mới thấy là những cái hồi đó khi mình ở VN Direct á, thực sự là tức là hồi đó khi mà tụi Đức mỗi lần mà cái túm tụm lại nhau là cũng hay gọi là nói xấu chủ tịch. Cô thế này, cô thế kia, cô thế nọ. Mà tới khi bắt đầu đúng mình ra mình lập công ty của riêng của mình làm mọi thứ thì mình mới thấy rằng là thực sự là khó có cái người chủ nào mà tuyệt vời giống như cô vậy. Mình mới phát hiện ra rằng là cái nghề của mình là cái hồi đó Đức làm là cái nghề về chứng khoán. Gần như là ngày nào anh em đó là kể cả được tổ Đức là làm về huấn luyện tài chính, nhưng mà thật ra ngày nào mình làm ngay giữa công ty chứng khoán mà. Cho nên ngày nào anh em cũng nhìn bảng điện hết, nhìn bảng điện từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Và mình phát hiện ra là sau những cái lần mà mình đi làng mai hay là sau những cái lần mình đi ở trên yên tử đó, mình về á, nó có một cái năng lượng rất là mới. Mà mỗi lần như vậy á, nó giúp cho mình có thể mình làm mình sáng tạo được hơn, mình có thể làm được nó tốt hơn. Và mình mỗi lần như vậy mình thấy là cái năng lượng nó rất là tốt. Rồi ngẫm lại thì Đức thấy là sau cái đợt Covid, không biết mọi người có ai có bị cái tình trạng này hay không. Rồi kể Đức không biết là do vaccine hay là do Covid, nhưng mà ở đầu mình thấy là đôi khi cái đầu mình nó hơi lơ mơ. Mình làm một cái việc gì đó mình khó mà có khả năng mình tập trung sâu giống như hồi trước kia. Mình không có sáng tạo được nhiều. Và thậm chí là xong thì Đức đã có một vài lần thì Đức cũng đã thoát qua chuyện đó. Nhưng mà gần đây nhất thì bắt đầu là khi mà thị trường vàng với bạc nó nóng lên lại thì bắt đầu Đức nhảy vô, Đức tham gia thị trường vàng. Đức cũng hàng đêm thì Đức chơi vàng với chơi bạc. Thì Đức chơi vàng chơi bạc một thời gian xong Đức phát hiện ra là mình gần như là mình không có thể làm được bất cứ những cái việc gì ở bên ngoài nào khác, những cái liên quan tới dự án là làm về huấn luyện rồi mọi thứ cả đất nó chậm chạp lại hết. Xong là hàng ngày tức là rõ ràng là mình biết rằng là cái lớn nhất của mình đó là trade vàng bạc, đó là nó chỉ là một cái thứ ở trong ngắn hạn thôi, còn dài hạn nó vẫn là cái sự nghiệp. Cái lý do mà mình nghĩ một công ty lớn ở một chức vụ cũng phải là không phải là thấp để mình đi ra. Mà trong khi đó mỗi ngày mọi người biết là mình ra khởi nghiệp mà mỗi ngày khởi nghiệp như vậy, nếu mình không mang lại doanh thu tức là mình đang đốt tiền. Mà mình cứ thấy mình đốt tiền từ trong những cái tiền dành dụm của mình á, cái cảm giác nó rất là áp lực. Nhưng mà mình biết rõ ràng là mình có mục tiêu đó, mình có mục tiêu để mà mình làm, mà mình thật ra mình có động lực luôn. Không biết có bây giờ cả nhà mình đi vào trong tình trạng đó hay không, là mình biết rõ mục tiêu của mình là gì,
mà mình biết rõ rằng là mình có động lực, mình phải làm, tại sao mình phải làm, tại sao mình phải cố gắng. Nhưng mà khi mà mình bắt tay vô mình làm á, bắt đầu mình cảm thấy mình cứ bị phân tâm, bị sao lãng. Mình cứ thỉnh thoảng móc điện thoại ra, thỉnh thoảng mình check email, thỉnh thoảng là mình lướt qua Facebook một xíu, mình ngó một xíu, xong là cứ cảm giác là mình rất muốn làm nhưng mà mình không biết bắt đầu từ đâu hết. Rồi khi mình làm thì bắt đầu mình cũng cảm thấy nó cũng không có niềm vui gì hết, mình chỉ có trông chờ là cái kết quả thôi. Đôi khi là cái cảm giác nó căng thẳng, nó sợ hãi, mình không biết là lý do tại sao vậy. Và trước kia thì Đức cũng có những cái lớp Đức đào tạo cho các bạn bên bảo hiểm. Thì sau khi những cái lớp bảo hiểm đó thì Đức cũng có coaching cho các bạn. Thì Đức quan sát các bạn một thời gian, có bạn thì từ những cái bạn mà ví dụ như là bắt đầu là từ vị trí bình thường thôi, nhưng mà sau thời gian họ lên vị trí giám đốc. Nhưng mà có những bạn họ cũng học lớp như vậy, họ cũng tham gia, họ cũng chăm chỉ, họ cũng siêng năng. Nhưng mà vài ba tháng trở lại thì họ vẫn dậm chân tại chỗ, họ vẫn y chang như vậy. Và cái cuộc sống của họ nó không khác gì hết. Và Đức cảm thấy nó rất là bối rối. Tại vì họ cũng tham gia vào lớp học, họ cũng học những cái như vậy, họ cũng làm những hoạt động giống như vậy. Vậy thì lý do tại sao mà sau nửa năm, sau một năm, người lên giám đốc nhưng mà người thì vẫn ở vị trí như vậy? Thì Đức đặt ra những câu hỏi đó rất rất nhiều lần. Và Đức phát hiện ra là trong cái quá trình coach của mình cũng vậy. Người ta biết rõ, khi mà người ta ngồi với mình rồi, người ta biết rõ những cái mục tiêu của mình. Người ta hiểu rõ là tại sao người ta phải làm như vậy, người ta hiểu rõ những cái động lực của họ. Nhưng mà một thời gian quay lại là mình thấy nó vẫn giống như cái máng lợn. Đó là cái mà Đức lâu nay Đức quay lại, Đức bị cái tình trạng đó và Đức đã đang thoát ra được nó. Nếu mà ở đây mà có những anh chị mà đang có cầm quân của mình á, thì thật ra là cũng sẽ thấy các bạn có những cái tình trạng này. Hoặc là ví dụ như là những ba mẹ có con á, thì mình thấy là cái con cái mình ở trong cái thời gian vừa ở bây giờ này và sắp tới đó, thì các bạn cũng sẽ trong cái tình trạng, một trong những cái tình trạng mà Đức chia sẻ đó, thì mình biết rằng nó đang trải qua cái gì và mình có thể hỗ trợ được cho các bạn. Còn đôi khi mình cứ tiếp cận theo cách cũ thì nó không có giải quyết được cho mình nhiều. Thế thì nhà mình trong quá trình đó mà lâu nay đó, mọi người có thấy bao giờ mình bị cái tình trạng giống như mà Đức, một trong những cái giống như Đức nói không? Tức là mình, ví dụ như ngày hôm nay mình đặt ra mục tiêu cho mình như vậy, mình rất muốn làm những cái việc này, nhưng mà khi mà đầu tới 9 giờ, 10 giờ mình làm xong là nó cứ sao lãng và mình cảm thấy mình làm mình giống như là những cái thứ mình cần phải làm, cái nghĩa vụ mình làm vậy, mình không thấy có cái niềm vui lắm. Mà nếu mà đôi khi mình để ý lại đó, là trước kia mình đã có từng có những cái thời gian mà mình cảm thấy có rất là nhiều niềm vui, mình cảm thấy là mỗi ngày làm nó cực kỳ ý nghĩa, mỗi ngày mình làm nó cực kỳ hiệu quả. Nhưng mà có những lúc, đôi khi cả vài tuần trời, một cái việc gì đó là nó cứ dậm chân tại chỗ và mình cứ hay có cái xu hướng là mình trì hoãn nó. Nhất là cái việc mà nó hơi khó một xíu á, thì không biết là có bao giờ mà mọi người bị rớt vào cái tình trạng giống như vậy không? Ví dụ như là đầu năm nay nè, thông thường thì khoảng thời gian giao thừa của năm dương lịch hoặc là năm âm lịch, mình hay có cái xu hướng là mình ngồi mình làm lại những cái, mình viết cái mục tiêu, mỗi là mình tổng kết của năm cũ của mình đó, sau đó mình viết lại mục tiêu của năm mới đó, cho mình. Và mọi người lâu nay có thể nhìn lại cái mục tiêu của mình, có lật lại cái mục tiêu của mình của năm 2024 này và mình thấy là mình đang đi đúng cái tốc độ của mục tiêu của mình không? Đức lên hoay miết và Đức mới phát hiện ra có một cái thứ mà trước kia khi mà Đức làm bên coach á, Đức có học về coach, và thật ra trước kia mình học sư phạm cũng vậy, mình đã được nhắc tới cái vụ này rồi. Nhưng mà mình lại không để ý là cuối cùng chính mình đã bị vào. Trong cuộc sống của mình á, thì chúng ta nghĩ là chúng ta khác người máy, nhưng mà thật ra là con người với lại người máy nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Chúng ta cũng là đi theo những cơ chế về sinh học và hóa học. Ở trong cơ thể mình nó có những cái loại gọi là cái hormone, hoặc là có một cái bộ nhóm nó gọi là cái chất dẫn truyền xung thần kinh. Thì chất dẫn truyền xung thần kinh này nó có một cái thứ mà nó ảnh hưởng cho cuộc sống mình rất nhiều, nó tên là dopamine. Dopamine nó lại là một cái chất dẫn truyền xung thần kinh, và cái đây là một cái chất tự nhiên, thì nó là cái để nó duy trì và bảo vệ cái sự sống của mình. Dopamine nó là một hormone phần thưởng. Dopamine nó có nghĩa là gì? Tức là trong cuộc sống chúng ta, ví dụ như là chúng ta đói, chúng ta ăn, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Chúng ta khát, chúng ta uống nước, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Hoặc là khi mà chúng ta làm được một cái việc gì đó, chúng ta hoàn thành được một cái việc gì đó, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Tức là khi chúng ta làm những cái điều mà tốt cho cơ thể mình á, thì cơ thể nó tiết ra một cái chất, nó tên là dopamine, để nó thưởng cho mình. Thì có nhiều cái hormone nó như vậy. Có bốn cái hormone chính của chúng ta, nó là endorphin, dopamine, serotonin và oxytocin. Mà dopamine là cái chất mà hiện tại chúng ta bị, tức là nó sinh ra không phải theo kiểu tự nhiên,
mà là do trong cái nó trong quá trình trong cuộc sống của mình đó, nó sinh ra quá nhiều và nó làm cho cái dopamine đó, mọi người tưởng tượng là như vậy. Khi mà chúng ta được thưởng, chúng ta ăn, chúng ta đang khát, mà chúng ta uống một ly nước, chúng ta cảm thấy nó đã khác, chúng ta cảm thấy sung sướng. Nhưng mà khi mà chúng ta uống nhiều nước rồi, chúng ta không cảm thấy nó sung sướng nữa. Thì đó là do cái dopamine của mình. Thì cái dopamine của mình là ở trong cuộc sống, thì ở trong tùy và công việc của chúng ta, mỗi thứ nó tạo ra một dopamine. Ví dụ hàng sáng mọi người chạy bộ thì nó đã sinh ra dopamine cho mình. Hôm nay mình có một cái việc, tức là mình gặp khách hàng, mình gặp được khách hàng, mình ký được hợp đồng, đã sinh ra dopamine cho mình. Mình có một cái nhiệm vụ hôm nay mình phải làm, mình thực hiện được cái nhiệm vụ đó rồi, nó sinh ra dopamine cho mình. Mỗi lần làm như vậy là để làm gì? Để cơ thể mình nó duy trì lặp lại những cái hành động tốt đó để mình có thể làm. Tuy nhiên có một cái, dopamine nó không chỉ là nó tạo ra một cách tự nhiên như vậy, mà kể từ khi cái điện thoại di động và những cái màn hình của mình ra đời, và nhất là social media, tức là những cái mạng xã hội đó, nó ra đời, thì nó làm cho dopamine của mình nó không còn ra kiểu tự nhiên nữa. Mà mỗi lần chúng ta cứ nhìn điện thoại là cơ thể nó tạo ra một tí dopamine. Chúng ta lướt Facebook mà chúng ta thấy một cái notification ở trên Facebook của mình, một cái like, một cái share, một cái comment. Chúng ta thấy một cái tin tin trong Zalo, chúng ta thấy một cái comment gì đó ở trên tele của mình. Thì mỗi lần như vậy là cái dopamine nó tạo ra nhiều hơn. Và cái dopamine của cường độ cao, khi mà ví dụ chúng ta làm việc, ví dụ như là cái chúng ta có lượng dopamine mà nó cao hơn á, thì chúng ta sẽ không thích làm những cái việc có dopamine thấp hơn. Ví dụ chúng ta ngồi chúng ta lướt tóc chúng ta coi YouTube, như vậy thì cái lượng dopamine ví dụ nó là bằng 10. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc sách á, thì dopamine nó chỉ cho chúng ta bằng 2, bằng 3 thôi, cho nên chúng ta không thích dopamine nữa. Hoặc là đơn giản là khi chúng ta uống rượu, chúng ta tất cả những chất kích thích của chúng ta như alcohol, như là rượu, như là cồn, ma túy hay là chà, tức là tất cả những chất gây nghiện á, bản chất á, nó không có gây nghiện trực tiếp, mà bản chất là chất đó nó làm cho cơ thể chúng ta nó phát sinh ra dopamine nhiều hơn bình thường. Và cái dopamine đó nó cứ lơ lửng trong cơ thể chúng ta. Vấn đề là khi mà chúng ta có một cái lượng dopamine cao, ví dụ như con nít á, tại sao là có nhiều bà mẹ bị cái tình trạng là nếu mà không cho nó cầm cái iPad nó sẽ không ăn. Nó khi không có iPad nó sẽ không ăn. Khi mà làm bất cứ cái gì nó phải có cái iPad, nó phải có cái điện thoại trước mặt nó thì nó mới chịu ăn. Tức là bởi vì sao? Bởi vì khi nó cầm cái iPad, nó cầm cái điện thoại đó thì nó cái cơ thể nó mới tiết ra được cái dopamine, và điều đó nó mới làm cho nó sung sướng. Mà cái dopamine của điện thoại, của iPad đó, nó lớn hơn cái ăn uống của nó quá nhiều, cho nên ăn uống nó không còn là cái niềm vui của nó nữa. Vậy thì ở trong cuộc sống của mình hàng ngày như vậy thì các mạng xã hội nó đã thiết kế dựa trên, nó là rất là hiểu cơ thể chúng ta, nó hiểu cơ chế của chúng ta, nên nó thiết kế hàng ngày làm sao để chúng ta, nó thu hút chúng ta nhiều nhất có thể. Lý do tại sao tất cả mạng xã hội chúng mình hiện tại nó là miễn phí, thật ra mạng xã hội không hề miễn phí tí nào, mà chúng ta trả cho nó bằng thời gian của mình, mà thời gian của mình thì rõ ràng là mắc hơn rất nhiều so với tiền bạc. Và trong cái thói quen là gì, hàng ngày buổi sáng thức dậy cái là chúng ta cầm cái điện thoại liền, mà nhất là đầu giờ nữa, đầu giờ cái lượng dopamine của chúng ta nó lên cao, cái điện thoại nó tạo lượng dopamine. Nên là sau đó khi mà chúng ta làm những cái việc khác, ví dụ như là chúng ta lau nhà, chúng ta rửa chén, hay là ví dụ chúng ta bắt đầu làm, chúng ta check email, chúng ta làm những cái việc của bình thường hàng ngày đó, mình lúc đó mình cảm thấy là mình đang có như là cái nghĩa vụ của mình phải làm, chứ nó không có cái niềm vui gì trong đó hết cả. Mà mọi người tưởng tượng là trong cái công việc của mình á, khi mình làm, mình để chăm chăm, mình có kết quả, mình không có cái niềm vui ở trong suốt cái quá trình của mình làm á, rất khó mà mình có được cái thành công ở trong đó. Dopamine nó có cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta có dopamine cường độ cao thì chúng ta sẽ không thích dopamine cường độ thấp nữa. Ví dụ một cái những anh chàng đi uống rượu bia đi, khi chúng ta uống rượu uống bia xong là dopamine cao rồi, thì chúng ta sẽ không thích chơi những cái thứ có dopamine thấp nữa, cho nên là khi uống rượu uống bia xong là chúng ta phải chuyển qua cái thứ dopamine cao hơn là karaoke. Karaoke xong chúng ta chuyển qua thứ dopamine cao hơn một xíu nữa, đó là gì? Đó là bắt đầu liên quan tới sex, ví dụ vậy. Và có những người là ma túy, thì ma túy là một loại dopamine điều cao hơn. Thì cái cơ chế của con người nó như thế nào? Đây là các neuron thần kinh của mình. Dopamine nó bản chất nó là cái chất để dẫn truyền tín hiệu ở giữa các neuron của cơ thể mình. Thật ra có nhiều chất khác ngoài dopamine, nhưng dopamine là một trong những chất phổ biến nhất để dẫn truyền. Vậy thì mọi người nhìn ở bên dưới, nó gọi là cái khe synapse. Synapse tức là ở cái điểm, tức là
ở trong khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta bình thường chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động, tất cả mọi thứ nó đều có những cái xung thần kinh của chúng ta, tức là nó phải có các neuron nó kết nối với nhau. Ví dụ giờ mọi người làm toán, mọi người thiết kế hay mọi người viết hay là gì đó thì chúng ta đều phải cần phải có các neuron nó thiết kế với, nó liên kết với nhau. Và khi nó liên kết với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái cầu nối và nó tạo một thói quen của chúng ta trong đó. Và các neuron nó liên kết với nhau bằng cái gì? Bằng cái chỗ synapse đó. Vậy thì nó sẽ có hai cái neuron liên kết, mọi người nhìn bên tay phải mình một xíu đó, thì có một cái là gì? Một bên là nó tạo ra dopamine. Nó tạo vào bên kia là nó nhận cái tín hiệu đó. Và khi nó tạo ra, nó nhận tín hiệu xong thì cái bên mà cái neuron á nó sẽ thu cái dopamine nó lại. Nhưng mà vấn đề là đối với những chất gây nghiện á thì khi nó làm cho cái neuron của chúng ta nó tạo ra nhiều dopamine hơn bình thường. Tạo ra tức là nó bình thường nó chỉ có ít dopamine, ví dụ như là 4 năm thì bây giờ nó tạo thành 40 50. Nhưng vấn đề là những cái chất gây nghiện này nó bám vào trong dopamine, nó làm cho nó lơ lửng ở giữa hai cái khe này. Cho nên là làm cho chúng ta cảm giác lâng lâng phê phê rất là dài. Mọi người nhìn thấy ở dưới nó gọi là cái dopamine receptor, tức là cái bên đơn vị kia là đơn vị tiếp nhận cái dopamine đó. Ví dụ ở đây nó có ba cái dopamine receptor giống như hình đây. Nhưng mà vấn đề là khi mà chúng ta tiếp xúc với dopamine liều cao quá thì cái dopamine receptor này dần dần nó sẽ bị biến mất đi, nó sẽ bị giảm số lượng đó. Ví dụ nó là 3 thì nó sẽ xuống còn có 2 hoặc nó xuống còn có 1. Đây là cái ví dụ nha, còn thông thường nó sẽ nhiều hơn như vậy, nhưng mà nó giảm dần xuống. Có nghĩa là gì? Để chúng ta có cùng một cái độ phê như vậy, chúng ta phải tăng cường độ của dopamine lên. Đây lý do tại sao, ví dụ có nhiều anh chị bắt đầu vô uống rượu hay uống bia. Chúng ta uống một ly rượu thôi, chúng ta say. Chúng ta uống một ly bia thôi, chúng ta say. Nhưng mà nếu mà chúng ta thường xuyên uống rượu uống bia thì chúng ta có thể uống lên nửa lít, chúng ta có thể uống lên một lít. Từ một lon chúng ta uống lên 5 lon, chúng ta uống lên 10 lon. Cũng như vậy, cái người họ chơi ma túy, nhiều người họ nói sao nó ngu quá vậy, nó chơi quá liều. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên chúng ta chơi ma túy thì chúng ta làm gì? Chúng ta có hút thôi. Chúng ta hút. Nhưng mà hút dần dần nó bị ít hơn. Nên để cùng độ phê đó thì chúng ta hút cùng cái liều lượng đó, nó không đủ phê. Nên bắt buộc chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuyển qua chúng ta hít. Nhưng mà hít dần dần thì nó cũng không đủ phê nữa, chúng ta phải chuyển qua chúng ta chích. Mà cũng chích bằng số lượng đó thì nó không đủ phê nữa, cho nên chúng ta phải tăng cái cường độ chích đó lên. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta bình thường, những cái chất mà nó gián tiếp nó tạo ra dopamine mà nó không phải là cái dopamine tự nhiên của cơ thể, đó là các loại TV, điện thoại, máy tính bảng của chúng ta, và nhất là liên quan tới mạng xã hội hàng ngày, nó cũng làm y chang như vậy. Nên là khi mà cái dopamine của những cái thiết bị đó nó tạo ra liều cao hơn bình thường, nên là nó làm cho chúng ta là những cái công việc bình thường chúng ta làm á, nó không còn cái mang cái niềm vui, cái ý nghĩa gì trong đó nhiều nữa. Mọi người thử tưởng tượng là nếu mà ai vừa rồi mà có tham gia vào trong gọi là giao dịch vàng hay giao dịch chứng khoán đi, mọi người sẽ thấy, hoặc là cái người đang đánh bài đó, họ đang đánh bài, họ đang say mê, họ đang mê trong bài đó mà kêu họ đi ăn uống, lúc đó ăn uống nó không có ý nghĩa gì nhiều nữa. Hoặc ví dụ như chúng ta cứ hàng ngày ở đây, nếu mà các anh chị nào mà từng đầu tư chứng khoán á, mà trong những cái phiên mà thị trường nó sôi động á, thì tự nhiên cuối tuần chúng ta cảm thấy nó bị trống rỗng lắm, nó không có cái niềm vui gì hết cả. Chúng ta cứ mong cho nó tới ngày giao dịch, tới giờ giao dịch, bởi vì cơ thể chúng ta nó đã bị quen với một cái lượng dopamine như vậy rồi. Và khi nó quen với như vậy thì những cái mà trong công việc, trong cuộc sống của mình hiện tại đó, mình làm nó mang tính chất nó giống như là cái nghĩa vụ của mình phải làm thôi, chứ còn mình không cảm thấy nó vui vẻ gì ở trong cái việc đó mình làm cả. Nên là nếu mà có những lần mà mọi người thấy rằng là gì, mình cứ sáng sáng ra mình phải bật cái điện thoại lên, mình phải ngó nó một cái, lâu lâu mình cũng chẳng biết lý do tại sao là mình cầm điện thoại nữa, nhưng mà mình lại cầm điện thoại, mình phải lướt mình quẹt quẹt một tí, rồi xong là mình đi tới đâu mình cũng phải có cái điện thoại ở bên tay của mình, là mọi người biết rằng là gần như chúng ta đã đang bị là cái dopamine đó nó đang làm ngộ độc chúng ta ở trong cái liều cao, làm cho cái công việc ở trong cuộc sống chúng ta bắt đầu nó trì trệ lại. Chúng ta biết rằng là chúng ta phải làm điều này, chúng ta biết rằng chúng ta phải gọi điện thoại, chúng ta biết rằng chúng ta phải giao file này cho khách hàng, chúng ta biết rằng chúng ta phải đi gặp khách hàng, chúng ta biết rằng chúng ta phải chào cho khách hàng mới, thì công việc chúng ta nó mới trôi chảy được. Nhưng mà lúc đó mình biết rằng là gì? Cái việc làm này nè, nó không có mang lại cho mình nhiều cái phần thưởng. Lúc đó chúng ta chỉ trông chờ là gì? Nó có cái kết quả thôi. Mà nếu mà mình không làm từng cái việc của ngày hôm nay thì lấy đâu ra cái kết quả của ngày mai. Và tương tự giống như vậy, bây giờ các bạn tin bây giờ đó, các bạn hoặc là khoảng chừng đâu đó 10 mấy tuổi thôi là ba mẹ bắt đầu có cái điện thoại rồi. Mà khi các bạn có cái điện thoại, bạn ôm điện thoại đó, nhờ các bạn mà ví dụ như làm những cái việc ở trong gia đình nó cực kỳ khó,
Hoặc là ví dụ như các bạn học bài, các bạn làm bài tập đó, lúc đó các bạn hoàn toàn coi cái đó là cái nghĩa vụ. Nên là các bạn làm cho có cho xong. Bây giờ Đức đi Đức thấy rất nhiều những cái phụ huynh có con bị theo cái tình trạng này. Tức là khi kem nhờ hay các bạn làm bất cứ việc gì đó, các bạn cảm thấy là các bạn giống như là đang bị bắt, bị ép vậy đó. Các bạn không thấy có cái niềm vui gì hết cả. Có những phụ huynh nói Đức là có thể nhờ Đức hỗ trợ là dạy cho con họ về tài chính. Nhưng mà khi Đức chỉ có tiếp xúc đúng một xíu 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 thôi, Đức biết là không thể nào Đức có thể dạy cho các bạn tài chính được cả. Bởi vì các bạn này, đối với các bạn hàng ngày nó chỉ có là gì? TikTok. Các bạn hàng ngày là chỉ có là cái Reel với lại cái trên cái YouTube, mà cái YouTube nhanh đó. Mà cái YouTube đó, cái đó mọi người tưởng tượng là cái thời gian mà hàng ngày mà chúng ta nhìn ở trên cái màn hình điện thoại của mình bao nhiêu, thì cái thành công ở trong cuộc sống chúng ta nó giảm xuống bấy nhiêu. Mà ngay cả một số người giống như Đức, đó là dùng mạng xã hội để làm công việc. Nhưng thật ra ví dụ những người như Đức mà dùng mạng xã hội làm công việc đó, thì tụi Đức lại rất ít dùng mạng xã hội ở cái chỗ là gì? Tụi Đức đăng bài ở đó thôi, rồi tới một cái thời gian cố định nào đó thì mình mới vô đó để mình trả lời like, comment. Còn ít khi mà mình đi mà coi hay là mình lướt để những người khác lắm. Cái thời gian của mình mọi người tưởng tượng là tổng cái thời gian để mình dành để mình xây dựng sự nghiệp trong cuộc sống này của mình, người khéo tính toán á, nó chỉ có 19 năm thôi. Còn thời gian đó chúng ta còn rất nhiều thời gian chúng ta phải dành để ngủ, để đi lại, để tắm rửa, để vệ sinh, để nấu ăn mọi thứ, chỉ có 19 năm. Mọi người tưởng tượng xem là bây giờ mình cài vô trong cái phần ở trong điện thoại ai cũng có sẵn cái phần chức năng đó. Mọi người tăng canh xem là cái tổng số giờ mà chúng ta sử dụng trên màn hình của mọi người một tuần, mọi người sẽ thấy là nó nhiều đến như thế nào. Nên là cái khoảng thời gian này nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của mình cực kỳ nhiều. Đức thấy ví dụ như Đức dạy cho mọi người về tài chính, Đức dạy chia sẻ cho mọi người về đầu tư mọi thứ, gần như tất cả mọi người đều không thích bắt đầu từ những cái kiến thức nhỏ. Mình không thích bắt đầu từ mình học cái cách để mình làm sao để mình nhận diện được cơ hội đầu tư, mình làm sao để mình đánh giá cơ hội đầu tư, mình làm sao để mình phân tích được cơ hội đầu tư, mình làm sao để mình quản trị được rủi ro cơ hội đầu tư. Phần lớn mọi người chỉ muốn hỏi một câu thôi. Ví dụ như đợt vừa vàng vừa rồi là một cái minh chứng rất rõ. Hôm nay có mua được không Đức? Bây giờ còn mua được không Đức? Mà cái câu hỏi đó là câu hỏi cực kỳ nguy hiểm, ở cái chỗ là Đức trả lời là có hay không á, Đức trả lời kiểu nào nó cũng sai hết cả. Bởi vì Đức không biết được cái tình trạng của mọi người như thế nào. Nhưng mà quan trọng là ví dụ Đức nói là có hay không, ví dụ có đi, mọi người bước vô. Nhưng mọi người không được trả lời được câu hỏi quan trọng hơn nữa, đó là khi nào mình phải bán. Cho nên là cái việc mà ở đầu tư hiện tại, mà Đức thấy rất rất nhiều anh chị, mà ngay cả Đức cũng rất nhiều lần vậy, mình bị thiệt hại ở cái chỗ là gì? Mọi người tưởng tượng bây giờ giống như vậy nè. Giả sử như bây giờ mọi người muốn mua cái xe, một xe hơi á, để mình đi làm. Bây giờ mọi người có 3 lựa chọn. Bây giờ một là mình mua một chiếc xe mới toanh 2 tỷ. Hai là mình mua lại một chiếc xe cũ của ai đó đã chạy rồi, trị giá nó đâu khoảng chừng 600 triệu. Và thứ ba, đó là mình đi ra mình chôm một chiếc xe. Mình chôm của ai đó, mình đã đi ăn trộm của ai đó một chiếc xe. Thì ở đây có ai lựa chọn cho mình phương án 3 không? Phần lớn chúng ta sẽ nói là điên rồ mới đi làm chọn phương án 3, đó là đi chôm một chiếc xe. Thế nhưng mà khi mà tiếp xúc ở trong đầu tư á, thì chúng ta lại chọn phương án 3 rất nhiều. Đó là gì? Chúng ta chấp nhận với cái hậu quả. Chúng ta chấp nhận với cái hậu quả đó là gì? Nếu mà cái xe đó chúng ta đi ăn trộm mà chúng ta bị bắt, đó là gì? Chúng ta sẽ làm gì? Bị phạt và chúng ta bị ở tù. Cũng giống như vậy, khi chúng ta bước vô đầu tư, chúng ta chỉ nghĩ rằng là gì? Chúng ta ném vào đó vài trăm triệu, vài chục triệu thôi. Ví dụ chúng ta bỏ ra vài trăm triệu chúng ta mua vàng, chúng ta bỏ ra vài trăm triệu chúng ta mua chứng khoán. Mà chúng ta làm gì? Chúng ta không có chấp nhận cái việc đầu tiên, đó là gì? Chúng ta đầu tư cái thời gian, chúng ta đầu tư cái công sức của mình, và chúng ta chấp nhận những cái cảm xúc của mình. Chúng ta phải quản trị đó để chúng ta biết là gì? Nó có lên, nó có xuống. Chứ là mình đầu tư như vậy để làm gì? Mình có được một cái phần lợi nhuận. Nhưng mà cái lợi nhuận ở đây gì? Chúng ta có thể chấp nhận, giống như cái việc là chúng ta mua xe cũ. Đó là mình chấp nhận là lợi nhuận của mình nó chỉ có 10 tới mười mấy phần trăm một lần thôi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thảy tiền vô để chúng ta hy vọng rằng là chúng ta có được một số tiền lớn hơn, mà mình không có những cái phân tích riêng của mình không có được cái cách để chúng ta đầu tư, chúng ta không có được phương án đầu tư rõ ràng đó. Nó giống như việc chúng ta mong chúng ta nhảy vào thị trường và chúng ta chôm được ở trong thị trường, chúng ta kiếm được đâu đó vài chục phần trăm. Và chúng ta làm gì? Chúng ta sẵn sàng, chúng ta chấp nhận trả cái hậu quả. Đó là khi có vấn đề gì xảy ra, tức là mình trả cái hậu quả của nó, đó là chúng ta có thể mất đi 10, 20, 30, 40% trên cái số tiền chúng ta bỏ ra. Hai cái cách tiếp cận nó rất là khác nhau. Cái đó bắt đầu từ cái chuyện gì? Bắt đầu từ cái chuyện là chúng ta không cảm thấy có vui, chúng ta không cảm thấy là chúng ta nên bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhỏ, bắt đầu từ những cái việc mà chúng ta
học từng cái, ví dụ làm thế nào để phân tích, làm thế nào để nhìn vào kinh tế vĩ mô, nhận diện ra cơ hội. Hoặc đơn giản chúng ta không cần phân tích đó, thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta chỉ cần là nếu các chuyên gia họ phân tích như vậy thì làm thế nào để chúng ta đánh giá, là xem cái mà họ đang phân tích nó có hợp lý hay không và nó có phù hợp với mình hay không. Chúng ta không thích bắt đầu từ những cái thứ đó, bởi vì cái xã hội hiện tại tất cả mọi thứ đó, họ đang promote cho một cái thứ đó là instant, cái thứ gì cũng vậy, là now, cái thứ gì là phải có, phải ngay, phải luôn, phải bây giờ. Nên là chúng ta không chấp nhận ở một cái thứ gì lâu dài. Và cái việc đó nó cũng là cái chúng ta bị đầu độc bởi quá nhiều, bởi những cái phương tiện truyền thông, bởi mạng xã hội, bởi điện thoại. Từ khi mà cái điện thoại mà chúng ta mà nó không còn cái dây nó bám vào tường nữa, tức là hồi xưa là cái điện thoại bàn đó, thì gần như chúng ta bị mất tự do, bởi vì đi đâu chúng ta cũng phải có cái điện thoại trên tay. Vậy thì nếu mọi người muốn thoát ra khỏi tình trạng đó, thì Đức nghĩ cái đầu tiên đó mình cần làm, nếu mọi người thực sự mình thấy là mình không chấp nhận được những cái việc mà lâu nay của mình nữa, mình không cảm thấy là công việc mình nó chỉ trẻ, làm thì cũng có duy trì cho nó qua ngày như vậy thôi, rồi thu nhập nó cũng có tăng vậy thôi, mình không thể khá lên được, thì hãy nhớ giúp Đức một cái điều. Cái thế giới bên ngoài của mình á, những cái trì trệ của mình về kinh tế, về công việc, về mối quan hệ, về sức khỏe, mọi thứ á, nó phản ánh cái trì trệ của bên trong của mình. Nên chúng ta muốn phá vỡ cái đó thì chúng ta bắt buộc bằng cách đầu tiên đó là mình phải tin được là mình làm được những điều đó. Đức ví dụ ở đây mọi người có thể tin được là gì? Mình có thể có được một cái cơ thể tốt, một sức khỏe tốt. Bởi vì có, nếu mà Đức nói là bây giờ mọi người đều có thể là có được tài chính tốt hơn, có thể có thu nhập gấp 2, gấp 3 lần, gấp 4 lần bây giờ, thì mọi người sẽ không tin. Chắc chắn là mọi người sẽ không tin. Nhưng mà Đức nói rằng là mọi người sẽ có được, ví dụ mọi người có thể giảm được 5kg, mọi người có thể có sức khỏe tốt hơn, mọi người có nhịp tim tốt hơn, thì mọi người có tin là mình có khả năng làm được điều đó không? Như vậy thì rõ ràng là cái đầu tiên là mình phải có cái cơ thể của mình trước đã. Đó cơ thể của mình mà mình còn không làm được thì những việc kia làm sao mình làm được. Đó là quay lại cái sức khỏe của mình đầu tiên. Bằng cách nào? Bằng cách là ở trong một ngày hãy dành cho mình ít nhất tối thiểu khoảng nửa tiếng làm bất cứ một cái việc gì, tập thể thao, đi bộ hay gì đó, miễn là sao cái nhịp tim của mình nó thay đổi so với bình thường. Đức ví dụ bình thường mình dậy lúc 6 giờ thì mình để đồng hồ của mình dậy lúc 5 rưỡi sau mình đi bộ trong vòng 30 phút hoặc là mình tập cái gì đó một xíu. Cái thứ hai nữa là cố gắng giúp Đức là cái động tác đầu tiên khi mà mình dậy đừng bao giờ là cầm cái điện thoại. Bởi vì khi mình cầm cái điện thoại ở ngay đầu ngày á, cái dopamine cái đầu ngày của mình nó lên quá cao. Và khi cái dopamine của mình lên cao á, thì tất cả những cái việc sắp tới của mình làm á, mình đều làm cho có. Đức ví dụ mình đi tắm là đi tắm cho xong để ăn sáng cho xong để đi làm, đến công ty ngồi vô check email cho xong để làm việc này. Tức là tất cả những cái việc kia nó không có cái mang cái nhiều niềm vui của mình đó trong đó nữa. Nên đầu ngày đừng cho cái lượng dopamine của mình lên cao. Và tối thiểu ví dụ ở trong nhà nếu mình có gia đình đó, hãy dành ra mình một cái luật, một cái rule gì đó. Một tuần hoặc hai tuần hoặc là dùng một tháng, mình có một ngày gọi là một ngày không thiết bị điện tử. Một nguyên một ngày luôn, mọi người thử tưởng tượng là nguyên một ngày mình sẽ hạn chế tối đa những cái thiết bị điện tử. Một cái nữa bên cạnh đó là trên cái điện thoại của mình á, hãy tắt hết tất cả những cái push notification. Tức là ví dụ mọi người có làm việc qua Zalo, có làm việc qua Facebook hay gì đó, tức là mình cho phép mình là gì, một tiếng mình có thể check nó một lần. Nhưng mà có nghĩa là gì, khi nào mình muốn thì mình sẽ kiểm tra nó, mình bật ra và mình kiểm tra xem có tin nhắn nào hay không, mình có cái noti nào hay không. Chứ mình không cho là mỗi lần nó có noti là nó lại báo mình, có mỗi lần cái noti nó báo mình. Và mỗi lần như vậy cái noti là cơ thể mình nó lại đẩy dopamine lên một xíu. Mà khi mình cầm mình coi Facebook là bắt đầu mình sẽ chuyển qua, mình coi cái thứ khác. Ở tiện Facebook mình lướt web một cái, tiện web nhảy qua TikTok một cái, và cái lượng dopamine mình nó sẽ đẩy cao hơn. Cái thứ hai nữa là cố gắng là trong ngày, nếu mà công việc của mình mà nó không liên quan tới điện thoại nhiều thì hãy để cái điện thoại của mình ở một cái nơi nó xa ở trong cái tầm tay của mình. Và mình quy định trong ngày, Đức ví dụ là mình chỉ bắt đầu lên mạng xã hội, nếu không thực sự liên quan tới công việc, mình chỉ bắt đầu lên mạng xã hội sau 10 giờ. Và một ngày mình có những cái thời gian cố định để mà mình có thể đi check email, mình check tất cả những cái mạng xã hội của mình. Và một cái nữa là gì, khi mình đang làm một cái gì mình hãy cố gắng mình chánh niệm. Chánh niệm tức là mình tập trung vào đúng cái thứ của mình đang làm thôi. Khi mình đi, mình biết mình đang đi. Khi mình tắm, mình biết mình hoàn toàn mình tắm. Khi mình ăn, mình cảm nhận mình ăn. Mình nhai, khi mình uống nước thì mình cảm nhận hoàn toàn. Đó là khi mình uống nước, mình cảm nhận ở cơ thể của mình. Để làm, mà nếu mọi người có điều kiện gì đó, nếu mọi người có điều kiện cho mình một chuyến du lịch hay là mình đi về quê gì đó. Nhưng mà
tất cả những cái bạn mà hiện tại đang du lịch mà gọi là du lịch chữa lành á, Đức biết đi du lịch kiểu đó càng đi chữa lành càng nát. Bởi vì sao? Càng đi du lịch mà các bạn cứ cầm để theo cái điện thoại, kiểu đó không bao giờ lành được hết cả. Mình cho mình ví dụ như 3 ngày mọi người không cầm tới điện thoại của mình luôn, thì mọi người sẽ thấy là sau 3 ngày đó, 4 ngày hoặc tối thiểu là khoảng 7 ngày, mọi người sẽ dần dần thấy cái lượng dopamine trong cơ thể mình nó sẽ hạ thấp xuống hơn rất nhiều. Lúc đó bắt đầu là mình thấy cái đầu mình nó nhẹ nhàng hơn. Bắt đầu lúc đó mình bắt đầu mình cảm thấy từng những cái niềm vui. Mình bắt đầu mình kết nối lại được với chính cơ thể của mình. Mình kết nối lại được với cái sức mạnh của tiềm thức của mình. Vì trong cơ thể mình nó có rất nhiều cái. Đức ví dụ đôi khi bạn gặp những khó khăn trong công việc á, mà nếu mà mình không bị sao lãng bởi nhiều quá. Bởi vì nếu mà tất cả thời gian rảnh của mình á, là thời gian mà mình coi ở trên màn hình máy tính. Thời gian rảnh của mình là thời gian rảnh được một xíu là mình lo mình coi cái khác rồi. Thì lúc đó mình sẽ không có một cái phút nào đó để cho cái tiềm thức của mình nó hoạt động. Ví dụ như là hôm nay mình muốn làm một, mình muốn viết một cái bài gì đó. Tức là khi mình có cái ý thức chủ động này mình viết, thật ra ý thức của mình nó hoạt động nó rất là nông. Mà cái tiềm thức của mình đó, nó hoạt động cực kỳ sâu. Cái tiềm thức này nó hoạt động trong giấc ngủ của mình. Nó hoạt động khi mà chúng ta không đang suy nghĩ gì hết. Mọi người có thấy là đôi khi mình gặp ở một cái khó khăn gì đó, mình suy nghĩ mãi nhưng mình không giải quyết được. Nhưng mà tự nhiên mình đang đi, hay là tự nhiên mình đang ngủ, hay tự nhiên mình đang tắm, tự nhiên mình nảy ra ý tưởng, mình giải quyết được đó. Thì cái đó chính là cái của cái tiềm thức của mình. Nhưng mà khi mà trong ngày á, tất cả những khoảng trống trong ngày của mình á, mà mình sử dụng điện thoại, thì gần như là cái phần tiềm thức của mình nó không hoạt động được một chút nào hết cả. Bên cạnh đó chúng ta bị một cái vấn đề nữa. Đó là nếu trước giấc ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ mà chúng ta sử dụng điện thoại, thì chúng ta sẽ làm cho một cái hormone khác của cơ thể chúng ta, đó là tên là melatonin. Melatonin nó là một cái hormone để nó giúp cho cơ thể đi vào giấc ngủ. Mà khi mà chúng ta sử dụng cái ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hoặc laptop, nó làm ức chế melatonin, nên là cái giấc ngủ của mình vẫn đi vào ngủ. Nhưng mà nếu ai sử dụng cái đồng hồ đo của Apple Watch hay là của bên nào đó mà nó có cái đo REM á, là đo độ sâu giấc ngủ á, mọi người sẽ thấy là nếu mình sử dụng điện thoại, giấc ngủ sâu của mình không bao giờ sâu được. Và khi mình không ngủ sâu á, não mình nó không tái tạo được. Mình làm nó ở trong cái tình trạng là nó rất là nông. Mình làm, mình không bao giờ mình có thể suy nghĩ hay mình viết ra những cái bài hay là những cái gì đó mà nó thực sự mà nó mang nhiều giá trị hết cả. Nên là hãy có cái thời gian nghỉ cho mình. Và Đức biết rằng là khi mọi người bắt đầu nó sẽ cực kỳ khó khăn. Bình thường hàng ngày chúng ta mở mắt ra chúng ta cầm điện thoại, hay chúng ta đi đâu cũng cầm điện thoại. Còn bây giờ ví dụ chúng ta đi đâu chúng ta ngồi không á, nó sẽ rất khó. Nhưng mà mọi người thử bắt đầu làm đi. Tới ngày thứ nhất nó sẽ cực kỳ khó chịu, đối với Đức cũng vậy, cực kỳ khó chịu. Nhưng ngày thứ hai mình đồng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mà ngày thứ ba bắt đầu là mình thấy là gì? Mình có thể trở lại, mình có thể làm thời mình làm mà nó hiệu quả ở ngày nó cao hơn rất nhiều so với lại trước kia của mình. Mãi sau này Đức mới để ý ra cái điều đó, thì trước đó Đức đã thấy rồi. Nhưng mà bởi vì Đức giao dịch ở trên thị trường vàng, thị trường bạc, cho nên là cứ đâu đó khoảng chừng 10, 20 phút, 30 phút là coi cái màn hình một xíu. Mình coi riết mình quen, mà khi mình bật cái màn hình lên mình soi chạc á, mình lại có xu hướng mình soi thêm những cái khác. Mà Đức biết ở đây anh chị công việc của mình, ví dụ như bên bảo hiểm, bên thiết kế gì đó, mình cũng có cái thói quen đó. Và chính cái thói quen đó nó làm hại cho mình rất là nhiều. Một trong những cái mà mọi người cố gắng, Đức biết rất là khó, nhưng mà bản thân của mình phải làm gương trước. Ở trong gia đình của mình phải là người mình làm gương trước. Đó là nếu mà không có cái thực sự có công việc hay gì đó thì đừng lúc nào cũng ôm cầm cái điện thoại hay là đừng coi cái màn hình. Thì khi mình làm như vậy thì con mình nó cũng sẽ làm y chang như vậy. Và khi con mình nó làm như vậy thì nó cũng sẽ rất là khó tập trung. Bây giờ Đức thấy là mấy đứa trẻ nhỏ mà học cấp 1 á, rất nhiều đứa bị liệt vô một cái bệnh, nó gọi tên là cái bệnh gì ta, cái bệnh mà không có tập trung được, ADD gì đó, Đức không nhớ một cái tên, tức là nó bị rối loạn tập trung đó. Và cứ phải nhiều anh chị cứ phải đi chữa tiền, rất mất rất là nhiều tiền mà mọi thứ mà không giải quyết được. Mà tụi con nít bây giờ cũng vậy, nó ngồi 5-10 phút là đầu là nó phải nhảy nhót, nó làm cái này, làm cái kia. Cái vấn đề đó nó chính là bắt đầu từ điện thoại, cũng giống như tất cả những cái khác. Chúng ta muốn xử lý ở cái đó con thì chính chúng ta phải xử lý ở mình trước, thì bắt đầu là dần dần con mình mới có thể nói được con của mình. Mà nhớ rằng là cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại, chúng ta sử dụng màn hình, và con của mình cũng vậy, nó sẽ tỷ lệ nghịch lại với thành công của mình, nghịch lại với cái hiệu quả, chất lượng cuộc sống của mình. Và hạnh phúc của mình cũng vậy, cái cảm giác hạnh phúc của mình nó cũng là đến từ những cái loại hormone này. Nên là khi mà mình không để ý nó, mình lạm dụng nó, mình sẽ thấy là cuộc sống nó chẳng có ý nghĩa gì hết, cứ cảm thấy nó cứ lật vờ nó trôi, mình không cảm thấy mình ở trong sâu một cái gì hết, mình không cảm thấy mình sống cái gì nó trọn vẹn hết cả.
Mà cái thứ gì nó cũng cứ nông nổi ở trên một xíu. Và xong là đôi khi mình phát hiện ra là mình không nhớ được ngày hôm qua với ngày hôm kia nó khác nhau như thế nào nữa. Lâu lâu Đức lại bị một lần. Mà thông thường bị cái này mọi người hay đó là do gì, một cái biến cố nào đó. Đức ví dụ như là mình trải qua một cái stress, mình trải qua một cái căng thẳng do một cái biến cố lớn, và sau đó là mình cảm thấy mình bị chán. Mình bị chán thế là đầu mình coi điện thoại, mình cầm điện thoại để mình coi, mình giải khuây. Nhưng mà khi mình cầm điện thoại mình giải khuây, cứ thế mình bị cuốn vô đó hồi nào không biết. Đôi khi mình phát hiện ra điều đó, hãy cho mình ít nhất 1 đến 2 ngày không sử dụng tới thiết bị điện tử, bất cứ thiết bị điện tử gì hết cả. Bắt đầu dần dần tập cái thói quen của mình là tắt hết tất cả những cái notification chủ động ở trên điện thoại của mình đi. Đó là một vài cái mà Đức muốn chia sẻ với cả nhà của mình. Có rất nhiều cái bài học về tài chính nó có sẵn ở trên đó, hoặc là Đức có chia sẻ mọi thứ, đôi khi nó free, nó miễn phí, nhưng mà chúng ta biết nó tốt, nhưng mà mình không có cái, giống như lúc nãy Đức nói đó, mình không có tìm thấy cái niềm vui trong cái việc học nó. Mình không thấy tìm cái niềm vui trong cái việc mình bắt đầu mình quản lý tài chính. Mình không tìm thấy cái niềm vui ở trong những cái mà mình học về đầu tư mình làm. Mình chỉ thấy niềm vui trong đó là gì? Khi nào có lúa về mình có thể thấy niềm vui, tức là mình thích hái trái thôi, chứ mình không có thích cái việc chăm sóc. Nên là cái đó nó sẽ đi ngược lại hết tất cả những nguyên tắc tài chính, và không bao giờ mình có được, và nó gây ra cho mình những cái thiệt hại. Và đợt vừa rồi trên thị trường vàng cũng vậy, vàng nó lên rất là mạnh, cuối cùng có nhiều người mình cũng đâu có chốt được, mình cũng đâu có ra được đâu, và mình bị thiệt hại trong đó. Mình đu cái đỉnh nó 92, nhưng thật ra đỉnh 92 cũng chẳng là vấn đề gì. Giống như hồi trước khi mà anh em đu cái đỉnh 32, có rất nhiều người ngồi cười há, nhưng mà đó một vài năm rồi xong lại gì, từ 32 xong nó lại lên thành 7 mấy, chuyện rất là bình thường, gấp đôi mà. Để làm được cái việc này á, thật ra là đôi khi một mình nó rất là khó cả nhà, một mình rất là khó. Cho nên lý do tại sao mà ví dụ như là ở bên đạo Phật hay gì đó, người ta hay lúc nào người ta gọi là tam bảo á, chúng ta phải có Phật, Pháp, Tăng. Nên là cố gắng là khi mà mình làm á, mình tìm thấy một cái người nào đó để cùng làm chung. Đức ví dụ như bản thân Đức cũng vậy, cái tiền dạy tiền khôn hôm nay anh em làm đã hơn một năm rồi, mà anh em làm đều đặn, cuối tuần nào cũng làm hết. Bởi vì mình có cái trách nhiệm với một người khác, cho nên là cùng anh em cứ phải làm, và làm rất là đều. Anh Chí cũng vậy, ngược lại anh Chí cũng vậy, anh rất là nhiều bận rộn, nhưng cuối cùng cứ sáng nào cũng phải lục tục là 4:30 sáng ở bên Pháp dậy, để bắt đầu là 5:00 mấy rồi anh em cùng lên với nhau. Nên là ví dụ khi mọi người bắt đầu làm những cái việc mà như nãy Đức chia sẻ đó, là mình muốn dopamine detox, mình muốn có ra chúng ta 10 ngày để chúng ta giảm cái dopamine trong đầu chúng ta xuống, để bắt đầu mình có thể tận hưởng cuộc sống, để chúng ta làm công việc sâu hơn cũng vậy. Hãy tìm những cái partner của mình. Hoặc là ví dụ như chúng ta quyết tâm là một ngày chúng ta sẽ chạy 30 phút như vậy, chúng ta tìm những cái người để cùng làm với mình, cùng đi với mình, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Điện thoại của công việc, đó là cái chuyện rất là bình thường nha. Bởi vì khi chúng ta cầm cái điện thoại nè, sau đó chúng ta sẽ có xu hướng là gì? Trong cái thời gian chúng ta đợi khách hàng trả lời đó, chúng ta nhảy qua chúng ta chat. Chúng ta nhảy qua chúng ta coi Facebook một cái, chúng ta nhảy qua chúng ta coi cái tele một cái, chúng ta nhảy qua chúng ta coi xem cái TikTok, một cái clip TikTok ngắn một cái. Mà mọi người biết là gì? Các clip TikTok hay là những cái phần mà nó khoảng chừng 15-20 giây đó, nó làm cho cái não chúng ta dần dần mà đến một cái độ nào đó nó sẽ phá hủy theo hướng nó luôn, mà nhất là con nít. Tức là lúc nãy Đức nói đó, cái neuron này khi mà nó kết nối với nhau, nó tạo thành những cái cầu, và cái cầu đó nó trở thành cái đường dẫn của tư duy chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta coi những clip ngắn cứ 10-15 giây, mà nhất là những đứa nít á, thì cái cầu này nó đã rất là vững chắc với nhau. Mọi người tưởng tượng là khi mà chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta làm toán á, thì những cái neuron này nó kết nối với nhau, chúng ta theo cái logic của toán, cái tư duy của toán. Thì khi chúng ta làm toán, chúng ta đi làm rất là nhanh. Thì cũng như vậy, bởi vì cái não của chúng ta coi những clip á, nó chỉ có 10-15 giây thôi. Cho nên là sau này cái sự tập trung của chúng ta vào những việc khác á, nó chỉ có 10-15 giây thôi. Đức ví dụ, khi mình nói chuyện với ai đó mà mình thấy 10-15 giây nó chưa nói được cái vấn đề gì đó, là tự nhiên cái não chúng ta nó có xu hướng là nó lơ đi cái chuyện đó. Khi chúng ta đọc sách cũng vậy, chúng ta làm cái gì mà trong vòng 10-15 giây mà nó không thỏa mãn được chúng ta, là chúng ta có xu hướng não chúng ta làm gì? Nó có xu hướng nó lơ đi cái chuyện đó đi. Cho nên là những cái clip ngắn khoảng 10-15 giây trên TikTok, trên Reel hoặc là của trên YouTube Short á, nó phá hủy cái não của chúng ta cực kỳ nhiều, bởi vì nó tạo cái kiểu hình của chúng ta như vậy. Nên chúng ta không thể tập trung sâu, chúng ta làm được bất cứ thứ gì hết cả. Mà không có cái thứ gì mà chúng ta muốn làm thành công mà chúng ta không tập trung sâu mà chúng ta làm thành công được hết cả. Ví dụ cái công việc đặc thù của mình làm như vậy, thì mình cứ tập trung mình làm. Ở trên điện thoại mình cần phải làm, ở trên điện thoại thì mình cứ làm. Nhưng ít nói là khi chúng ta làm, chúng ta đợi á, thì chúng ta đừng có nhảy qua chúng ta coi cái này một tí, chúng ta nhảy qua chúng ta coi một xíu. Đức ví dụ, bản thân Đức là cũng phải sử dụng mạng xã hội tương đối nhiều để Đức làm. Đức post Facebook là Đức lên, Đức post đúng Facebook lên đó, sau Đức out hẳn Facebook của Đức ra. Mà thậm chí là
đoạn này là đoạn Đức đang detox dopamine. Là khi Đức out Facebook, Đức ra là trên máy laptop của Đức á, là Đức rút dây mạng luôn, Đức disconnect mạng. Cái điện thoại của Đức thì nó không nằm bên phòng làm việc, mà điện thoại nó sẽ nằm ở bên phòng ngủ, lại nằm ở trong tủ bên phòng ngủ lận. Nghĩa là nếu mà cái công việc của mình mà điện thoại thì mình cứ làm điện thoại thôi, vì đó là công việc của mình. Nhưng đừng có sẵn tiện, ví dụ như ta làm việc trên laptop cũng vậy, sẵn đang coi laptop nhảy qua cái tab Facebook bật sẵn, mọi người để ý không, đi làm việc ở văn phòng đó có cái tab Facebook nằm sẵn bên, cái tab YouTube nằm sẵn bên, chúng ta giải lao. Mọi người nhớ đến Đức nè, khi chúng ta chỉ cần bỏ ra 5 giây chúng ta đi qua bên Facebook, chúng ta đi qua bên TikTok, hay chúng ta đi qua bên YouTube, hay chúng ta trả lời một cái tin nhắn nào đó thôi, thì chúng ta cần ít nhất 25 phút nữa để mình quay trở lại trạng thái tập trung ban đầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu chương trình đã mang lại giá trị gì đó cho mình, hãy like và chia sẻ chương trình đến cho bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.